Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái nhà ảo thuật gia nha. Và đây là cây phép thuật để biếu phép của mình nha. Đây là cái cây rất là nhiều phép đây. Và đây là một con búp bê. Các bạn muốn chờ đợi điều gì? Các bạn có muốn chờ đợi xí muội xuất hiện không? Và xí muội sẽ xuất hiện nha. Đây. Đây là một cái thùng không có gì hết nha. Và bạn muội đang là con búp bê nha. Đây là bạn xí muội nè. Thả bạn muội vô đây đó. Rồi, và bây giờ mình sẽ ôm bà la cà na xí muội. Ô bi xí muội. Ô chen tìm coi nha. Chào các bạn, mình là xí muội nha. Wow, xí muội đây. Các bạn ơi, xí muội đây. Xí muội lúc nãy là con gì vậy bằng muội? Búp bê. Bằng muội là con búp bê nha các bạn. Mà bây giờ bằng muội sẽ biến mất tiêu nha. Đây, từ từ xuống, bằng muội sẽ biến mất nha. Bằng muội biến thành con búp bê nha. Ho. Biến. Ấm bà la cà na xí muội. Để mình kiểm tra xem coi xí muội đã biến thành búp bê nha nha. Hy vọng là cái lần này mình sẽ thành công nha. Cái phép thuật này siêu đẳng lắm nha. Xí muội đâu? Tên. Các bạn ơi, nhìn nè. Tèn. Đây là xí muội đây. Xí muội đây. Đây. Tên. Rồi, biến mất tiêu con búp bê luôn nè. Biến mất tiêu. Mất chưa ta. Wow, mất thiệt rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ biến mất luôn nha. Ôm bla cana xí muội.